Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, công ty Quốc Cường Gia Lai bị buộc phải trả lại 2.882 tỷ đồng đã nhận cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, sau khi bị buộc trả số tiền lớn, công ty này rơi vào cảnh lao đao nợ nần cho biết tiền mặt chỉ còn 28 tỷ đồng. Vậy, nhưng tài sản gia đình CEO Quốc Cường Gia Lai bỗng tăng vọt gần 1.000 tỷ trước khi phải nộp trả tiền nhận từ Trương Mỹ Lan. Nguyên nhân việc tài sản bất ngờ tăng bởi giá cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng kịch trần. Tài sản gia đình CEO Quốc Cường Gia Lai trước khi phải trả 2.882 tỷ cho Trương Mỹ Lan. Theo đó, thị trường chứng khoán ngày 15 tháng 4 tiếp tục chứng kiến giao dịch đầy bất ngờ trên cổ phiếu QCG của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Cổ phiếu này tăng kịch trần trong tình trạng trắng bên bán ngay từ đầu phiên. Thanh khoản phiên sáng đạt hơn 2,3 triệu đơn vị. Nhiều phiên tăng sốc gần đây đẩy thị giá QCG lên mức 15.400 đồng một cổ phiếu, cao nhất trong vòng 7 tháng, kể từ giữa tháng 9 năm 2023. Chỉ tính riêng trong một tháng trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng hơn 63%. Vốn hóa thị trường cũng theo đó leo lên mức xấp xỉ 4.237 tỷ đồng. Tăng trần liên tiếp, tài sản của CEO Nguyễn Thị Như Loan đã tăng lên 1.571 tỷ đồng, tức tăng 612 tỷ đồng chỉ sau một tháng. Theo báo cáo quản trị công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, bà Loan đang nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Các con bà gồm Nguyễn Quốc Cường nắm 537.500 cổ phiếu, con dâu Đàm Thu Trang không nắm cổ phiếu nào, con gái Nguyễn Ngọc Huyền My nắm hơn 39 triệu cổ phiếu và con rể Lậu Đức Duy nắm hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG. Ngoài ra, các em của bà Loan gồm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt nắm 9,7 triệu cổ phiếu, Nguyễn Thị Bích Thủy nắm 81.750 cổ phiếu. Tổng số cổ phần gia đình bà Loan sở hữu lên đến 166 triệu cổ phiếu QCG. Như vậy, trong tháng qua, tổng tài sản gia đình bà Loan đã tăng gần 1.000 tỷ, lên mức 2.556 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu QCG bất ngờ cháy hàng trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai vừa nhận thông tin bất lợi từ vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, hội đồng xét xử đã buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Hội đồng xét xử cũng thống nhất tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài khoản khác của Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án. Trong đó sẽ tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản khác tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan án Vạn Thịnh Phát tại Đại hội đồng Quản trị thường niên năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai. CEO Nguyễn Thị Như Loan cũng đã có báo cáo về vấn đề này. Theo bà Loan, từ tháng 5, Sunny Iceland đã giao hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65 hectare tại dự án Phước Kiển cho ngân hàng SCB mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của công ty. Bà Loan chia sẻ Sunny Iceland đã giữ toàn bộ sổ đỏ của 65 hectare và đến bây giờ không biết để đâu. Trong hồ sơ gửi trọng tài, họ nói họ gửi ở SCB. Chúng tôi đã đến SCB để hỏi và SCB chưa trả lời. Điều này làm chúng tôi ú tim. Bởi khi trọng tài phán quyết rồi nhưng không có sổ đỏ, thì mình phải làm sao? May mắn là chúng tôi được thông tin hồ sơ dự án được giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03. C03 đã mời Quốc Cường Gia Lai đến đối chiếu hồ sơ. Rất may hồ sơ không thừa, không thiếu, không mất. C03 phải điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đó của ai? Có dính dáng gì đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát không? Nếu dính dáng, C03 sẽ trình và ra quyết định mình phải trả lại bao nhiêu tiền, đến giờ này chưa có câu trả lời chính thức. Liên tiếp những vận đen. Hạng tam tai đến liên tiếp với công ty Quốc Cường Gia Lai, không chỉ nhận tin buồn tại dự án Phước Kiển. Hồi đầu năm, CEO Nguyễn Thị Như Loan cũng gây chú ý khi gửi đơn tố cáo hai cá nhân về hành vi lừa đảo 150 tỷ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ thể, theo đơn tố cáo của bà Loan, vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng, đại diện bên A, đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc, cam kết sẽ chuyển nhượng 125 hectare đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, cho bà Loan, đại diện bên B, với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125 ha đất là 60 ngày, tính từ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc 20 tỷ đồng hoặc chịu mất tiền cọc. Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền 20 tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng, bà Liên giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 10 ha để làm tin. Đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, bà Loan đã chuyển nhượng 4 lần theo đề nghị chuyển tiền của bà Liên, tổng số tiền bao gồm tiền đặt cọc là 130,05 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bà Loan, đến hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng, bà Liên và bà Phượng không có đủ diện tích đất 125 ha để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng. Do đó, ngày 1 tháng 7 năm 2021, bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc cho bà Loan đã chuyển nhượng và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Bà Loan cho biết sau rất nhiều lần đòi nợ nhưng bên phía bà Phượng, bà Liên không hoàn trả tiền mà chặn cuộc gọi, chặn liên lạc. Bên mua tìm hiểu thì được biết bà Liên chỉ sở hữu 7,9 ha đất chứ không phải sở hữu 110 ha đất như trong cam kết ngày 29 tháng 4 năm 2021. Cũng theo bà Loan, những thông tin bên phía bên kia cung cấp hứa hẹn đều là sự lừa dối ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng cố ý chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, trong đơn tố cáo, bà Loan còn cho biết, theo quy định tại hợp đồng, bà Liên phải hoàn trả lại toàn bộ tiền bà Loan đã thanh toán và phạt một lần tiền cọc 20 tỷ đồng. Tổng số tiền bên A phải trả cho bên B đến ngày 5 tháng 6 năm 2021 là 150 tỷ đồng. Thế nhưng, bà Liên không trả nợ và liên tục né tránh khất nợ. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, bà Phượng ký biên bản xác nhận công nợ cùng với các khoản nợ khác, tổng là 897,4 tỷ đồng và cam kết thời hạn trả nợ chậm nhất là ngày 10 tháng 7 năm 2023. Tháng 10 năm 2023, bà Loan đã gửi đơn tố cáo bà Phượng đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Công an để tố cáo hành vi của bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận thụ lý vụ việc và tiến hành thu thập thông tin, xác minh điều tra làm rõ. Bị tuyên án tử hình, có phải dấu chấm hết với nữ đại gia Trương Mỹ Lan? Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù, tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án chung, bà Lan chịu tử hình. Khi tòa công bố mức án, bà Lan loạng choạng đứng không vững, được các cảnh sát đỡ. Ngay sau đó, bà cố trấn tĩnh, tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Về thiệt hại của vụ án, hội đồng xét xử xác định bản chất số tiền bị cáo Lan chiếm đoạt để sử dụng, nên có nghĩa vụ bồi thường cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên, đến nay đã có một số khoản vay được tất toán. Bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả, nên còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, tòa buộc bà Lan và các đồng phạm chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Nhưng về trách nhiệm dân sự, bà Lan và các bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ của 1.284 khoản vay liên quan đến nhóm của bà Lan và Vạn Thịnh Phát, sau khi cấn trừ đi một số khoản được tất toán sau thời điểm khởi tố, còn là hơn 673.000 tỷ. Tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án. Nêu quan điểm sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Gia, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng nhận án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho Trương Mỹ Lan. Theo luật sư Giáp, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát mới bị tuyên án sơ thẩm. Đây là bản án chưa có hiệu lực về pháp luật. Người bị tuyên án còn quyền kháng cáo trong 15 ngày và Viện Kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thấy án chưa phù hợp. Luật sư phân tích thêm, kể cả khi kháng cáo kháng nghị mà phiên tòa phúc thẩm vẫn tuyên tử hình, bà Lan vẫn có quyền gửi đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm. Theo dõi vụ án, luật sư Giáp bày tỏ đáng tiếc khi một doanh nhân lớn như bà Trương Mỹ Lan từng có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, được đánh giá trong hoạt động kinh doanh, thu hút mời gọi được nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho nhiều người nhưng lầm đường lạc lối. Đánh giá về bản án vừa được tuyên, luật sư Giáp cho rằng đây là mức án phù hợp quy định pháp luật, tương xứng với hành vi Trương Mỹ Lan và nhóm đồng phạm. Bởi thiệt hại trong vụ án rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm hại nền kinh tế, làm mất niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, những người đã gửi tiền vào SCB có những thời điểm họ bao vây ngân hàng để đòi lại, nhưng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi, xong bị chiếm đoạt. Tại Việt Nam, luật sư Giáp cho hay án tử hình thường được tuyên với tội phạm đặc biệt nguy hiểm như giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tham ô tài sản số lượng lớn. Luật sư Hoàng Trọng Giáp nói, nếu bà Lan kháng cáo, từ nay đến giai đoạn mở phiên phúc thẩm sẽ rất quan trọng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét giảm nhẹ án phạt từ tử hình xuống chung thân khi bà này tích cực khắc phục hậu quả, cung cấp thêm nhiều tình tiết mới được ghi nhận. Ngoài quy định kháng cáo xin giảm nhẹ, gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Trước đó, khi được nói lời sau cùng, xuyên suốt khoảng 45 phút, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục bật khóc. Bà mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện và ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản để khắc phục hậu quả. Trương Mỹ Lan bán hết gia tài, có đủ để khắc phục hậu quả. Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án chung, bà Lan chịu tử hình. Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ Luật Hình sự, vẫn tồn tại khả năng Trương Mỹ Lan có thể không bị loại bỏ khỏi xã hội vĩnh viễn. Cụ thể, theo điểm C, khoản 3, điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về loại hình phạt tử hình, quy định rất rõ điều kiện về số tiền mà người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ cần nộp để giảm án, để không bị thi hành hình phạt tử hình. Theo đó, người bị kết án phải chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội. Được biết, trong vụ án này, Trương Mỹ Lan bị đề nghị tử hình với tội danh tham ô, với cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh. Trương Mỹ Lan cần nộp lại tối thiểu 324.750 tỷ đồng để được giảm án. Còn nhớ, Trương Mỹ Lan từng khẳng định với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu tòa án phán quyết bà Lan phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, thì bà Lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn. Thậm chí, bà Trương Mỹ Lan cũng cam kết, kể cả trong trường hợp bà được tòa án xác định là không có tội, nếu nhà nước đề nghị bà phối hợp để giải quyết các vấn đề về tài chính, kinh tế do việc làm của những người khác gây ra, bà cũng sẵn sàng hiến tài sản hợp pháp của mình cho nhà nước để xử lý các hậu quả. Nói về khối tài sản của bà Lan, phải nói là khủng. Tuy nhiên, theo cáo trạng của hội đồng xét xử, gần 95% trong số này có được sau khi bị cáo rút ruột SCB. Trong quá trình điều tra, 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan đã được kê biên. Một số bất động sản khủng trong danh sách kê biên này bao gồm: trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu nhiều tòa nhà. Cao ốc Times Square của công ty Times Square do tỷ phú Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tòa nhà cao 39 tầng là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại. Tòa nhà số 19, 25 Nguyễn Huệ cho SCB thuê làm trụ sở chính trong nhiều năm qua. Tòa nhà Union Square ở góc mặt tiền đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn. Vị trí này được giới kinh doanh bất động sản gọi là đất kim cương. Đây là khu phức hợp trung tâm mua sắm, khách sạn được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây năm 2014, diện tích gần 9.000 m2, quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao. Tòa nhà 193, 203 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM, được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 2.000 m2, cao 5 tầng làm văn phòng cho thuê. Tòa nhà Sherwood Residence ở số 127 Pasteur, quận 3, TP.HCM, do Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Cao ốc này có 21 tầng với 3 tầng hầm, tổng diện tích hơn 40.000 m2. Vạn Thịnh Phát cũng sở hữu khách sạn Windsor Plaza Hotel trên đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM. Tòa nhà cao 25 tầng cũng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm 4 tầng với hơn 1.400 cửa hàng bán lẻ. Về căn biệt thự cổ ở số 110, 112 Võ Văn Tần mà trước đó bà Lan xin được giữ lại vì đã cho con gái, hội đồng xét xử cho rằng hiện chưa thu giữ được sổ đỏ. Con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn xin hủy kê biên. tòa xét cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của Trương Mỹ Lan nên là tài sản của bà Lan. Do đó, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Ngoài bất động sản, 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân cũng bị kê biên trong quá trình điều tra. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết muốn mang 13 tài sản ngoài danh mục kê biên phong tỏa trong vụ án này để khắc phục hậu quả nếu bà bị tuyên có tội gây hậu quả. Với số tài sản này, gia đình bà Lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư để sử dụng chiến lược giải pháp khác nhau, chuyển nhượng dự án giá trị cao nhất. Bà Trương Mỹ Lan tin tưởng sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài cho việc phát triển các dự án của Vạn Thịnh Phát. Trong phiên tòa, luật sư gửi đến tòa văn bản ngày 27 tháng 3 của tiến sĩ Justin Chiu, giám đốc điều hành tập đoàn CK Asset Holdings Limited. Đây là một trong những tập đoàn đầu tư lớn mạnh nhất Hồng Kông, Trung Quốc trong lĩnh vực bất động sản do tỷ phú Lý Gia Thành sáng lập. Văn bản được chuyển cho hội đồng xét xử về việc tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án. Tuy nhiên, lá thư này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa. Về khối tài sản ngoài danh sách kê biên, bị cáo đề nghị bán khách sạn DU Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này. Đồng thời, bà Trương Mỹ Lan khai, tòa nhà mà con gái Chu Duyệt Phấn đang giao bán 1 tỷ USD để khắc phục thiệt hại là tòa Capital Place, 29 Liễu Giai, Hà Nội. Bà Lan cho rằng tòa nhà này được mua với giá 700 triệu USD, chưa tính chi phí khác. Tuy nhiên, đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho biết trên thực tế, tòa nhà Capital Place Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu USD chứ không phải 1 tỷ USD như bị cáo mong muốn. Bên cạnh đó, con gái bị cáo Trương Mỹ Lan giao bán cổ phần của Trương Mỹ Lan tại tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine với giá 315 tỷ đồng, cổ phần tại công ty cổ phần bảo hiểm FWD với giá 920 tỷ đồng, được nhận lại 672 tỷ đồng do chuyển nhượng không thành từ một dự án ở Lâm Đồng. Trong vụ án này, thêm 1 đồng, giảm thiệt hại cho nạn nhân 1 đồng. Tuy nhiên, tiền không thể chuộc được tội, không thể khắc phục hoàn toàn hậu quả mà có thể thoát khỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như việc ăn trộm đã hoàn trả lại tài sản đã ăn trộm, không khiến cho kẻ trộm vô tội. Đó chỉ là tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Bên cạnh việc nộp tài sản khắc phục hậu quả, bị cáo Lan phải nhận thức được hành vi phạm tội để nhận được sự khoan hồng. Song, trong quá trình tranh tụng, hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, bị cáo coi SCB như một công cụ tài chính, là nơi giữ tiền, bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng sẽ chỉ đạo rút tiền ra. Hành vi của bị cáo trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo không dám chịu trách nhiệm, điều này thể hiện sự ngoan cố của bị cáo. Liệu rằng sau đây, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai sẽ phải tìm cách nào để giải quyết những vận xui đang tồn tại? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.